Hôm qua ngày 18 tháng 1, bà Nguyễn Thị Bé Mười, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre đã đến thăm chúc Tết gia đình chính sách trên địa bàn huyện Châu Thành. Tại xã Tân Thạch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã gặp gỡ và tặng quà 5 hộ gia đình chính sách là thương binh, bệnh binh, vợ liệt sĩ gồm bà Nguyễn Thị Duyên, ông Trần Văn Mười, bà Nguyễn Thị Ngọc Muôn, ông Quỳnh Văn Bền. Riêng với ông Nguyễn Ngọc Thế, cựu chiến binh nhiễm chất độc hóa học, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến nhà ở ấp Tân Quầy Tây thăm và chúc Tết. Tại xã An Quá, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh thăm và tặng quà 5 hộ gia đình gồm ông Âu Văn Dũng, bà Trần Thị Anh, ông Dương Văn Lâm, ông Nguyễn Văn Bé. Riêng ông Lê Văn Đấu sinh năm 1939, thương binh 3/4 ở ấp An Hòa, do tai biến phải nằm liệt suốt 15 năm qua. Bà Nguyễn Thị Bé Mười đã đến tận nhà thăm hỏi, chia sẻ động viên gia đình tận tình chăm sóc. Nhân dịp Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh gửi tặng mỗi gia đình một phần quà trị giá 1 triệu đồng cùng 1 triệu đồng tiền mặt để các gia đình có thêm điều kiện vui xuân đón Tết đầm ấm nghĩa tình. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười bày tỏ sự trân trọng đối với đóng góp to lớn của các gia đình chính sách cho sự nghiệp cách mạng, chúc các gia đình mạnh khỏe, tiếp tục phát huy nhiệt tình cách mạng, đồng hành tiếp sức trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của quê hương.